Nó trên 4G là làm có nhiều một cảnh sát rồi, giờ bắt cái chỗ mà thằng Đức G bước thành cái team màu đen. Được. Mày cứ bấm vô, mày cứ bấm XL lên. Mày coi thử mày có cái tờ, mày coi thử mày có bấm được qua phòng online mày chơi được chưa thơ. Anh Thiên. Miễn ba củ là được đúng không? Ba củ cho xuống là được đúng không? Ok. Mà có chóp, có player mà điều tiết có trên John Friend là khác kiểu thôi. Có, play online được chưa? Không phải là em vô online luôn không mà phải đâu. Bây giờ mình đang ở online đúng không? Ừ. Rồi mày đứng yên đó chờ tao, mày chưa vô game được đâu. Mày chưa vô online được đâu, mày cứ ở yên đó chờ tao. Alright, we're gonna do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. That's the score. Quân theo vô được chưa Quân? Rồi, ok, ok. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. À, bây giờ kiếm cái khách sạn, cái nhà hàng cái được khó quá lồn khó. I saw your face, I'll remember you. You can get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. You crazy. No one's crazy. I think. Be cool. That's right, pal. I'm fucking crazy. Oh boy. All right, look. Work this out. First. Sure, I want to live. Don't put the gun down. Fuck. You didn't have to do. What are you doing? Find some cover. I'm ready to do this. Now get in cover. Quit fucking around and get down. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Cái tôi nhớ lúc cho anh xíu xíu. Anh đang vô game, anh đang vô game. Chết tin quá. Graphic. Chờ xíu xíu nha. Rồi Đức, bây giờ này bày do. Bấm nút home, thấy nút home trên bàn phím hay không? Home. Nút home lúc nào? Phải lột nút home lúc nào? Cái lồng má Đức. Really? Ủa má nhà công nghệ home. À đây nút home chờ bá đó, cái lồng má. Thấy 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 th
mày phím ấy mà mày phím nó tớp mà nó có sao mày tớp tớp bây giờ mày bấm một mục thứ hai bấm một mục thứ hai mày bấm một mục mày bấm một mục thứ ba thứ ba ok rồi xong mày thấy cái friend request đâu ok rồi bấm vô ghi tên tao rồi tên anh mà là gì Vĩnh Lộc 123 Lọc 1, 2, 3 Như lần kiểu á Đây Ad Ad à Rồi ok Quân, Hoàng Quân xong chưa? Hoàng Quân vô Đây Bên trong phòng đó trong này ngon là lúc nào ta? Ngon không? Ôi, biết Quân. Cái này có đúc ngờ không? Cầm chua thôi à. Cầm chua không được. Cầm chua đi chạm. Cầm chua nờ. Đúc quy là cover rồi. Đúc quy mình đứng yên chỗ đó chứ mấy. Cover rồi, chắc như có thể Adik nó ngồi được. Má nhìn cái nhà hàng từ cuối này nó quen quen ta. Ủa sao tao mở thằng Đức không được ta? Em chỉ làm xong cái nhiệm vụ ấy mà. Nhiệm vụ nào nữa? Cái kia là phải đi lấy cái thuốc gì đó. Cái gì nữa? Anh cho mình được thì cái nào nữa? Không biết nha. Đi má VIP. Cũng nào nó đi. Mày phức tạp gì? Mày bấm nút home, mày thử mày mở tao vô được server mày không? Và em vô cái bản đồ còn cũng không thấy nhà, không thấy người chơi khác rồi mà. Nát vú. Á. Tiếp tục tiến triển nhanh quá đâu. Kill me, you prince! Die, you cocksuckers! Oh. Fucking die, all of you! Fuck you! Motherfuckers! Ủa rồi thằng Đức không mà được tao Đức. Giờ mà có phải mà anh lại im bị lụt bắt mất cái kia thằng kia nữa. Mà sao? Mày đang làm nhiệm vụ ở đâu vậy? Nghĩa là mày đang có đang mày có đang nằm ở trong phòng online không? Có. Mày bấm cái chữ nút gì mà để coi bao nhiêu người trong đó ta? Cái nút mà để coi bao nhiêu người tao quên nút gì đó. À mày bấm chữ Z lên mày coi thử có ai trong phòng mày không? Không.
con cạch cái online đủ mỹ mày. Nhưng mà vẫn thấy cấp mà, cấp 2, cấp 3 được rồi. Không phải, bấm enter lên. Bấm enter lên. Bấm enter lên. Chờ xíu, chờ xíu. Mày sao chi mày tao coi sao tao chỉ á? Trường ra mấy lâu. Sao? Sao chim đi? Sao chim lên? Đây. Nhanh. Tạp quái lồn. Nè. Ủa lắc mấy lồn vậy? Gì? Đâu? Rồi, vậy đó. Rồi, mày lắc chưa từng được lắc hay đất rồi. Rồi, em thấy cho em xem mười thôi. Damn. Nhưng mà tao còn lắc lắm. And all this shit paid for with bad credit. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Em bảo vui xe, đi xe, chờ tí. Mày đâu rồi? Đang ở đâu vui xe? Đang ở vui xe nào vậy Quân? À, thằng lùn da điên, vui xe. Trời ơi, không cần làm nhiệm vụ đâu Quân ơi. Từ từ đi, kệ lỡ vô. Quá lùn Quân nữa. Là đấu tỷ thương yêu là nói gì à? Nhiên. Hình như là hình như là hai đứa đều bắt bắt cuộc gọi là qua chỗ ấy. What the fuck? Rồi mày xong chưa? Nhưng cái sần nó bị lỗi nên bắt người tên này lại thì cơ thể A5 bình thường. Do không chưa chưa đặt cái nhiệm vụ kia như thế. Oh, we filming shit here, huh? Damn this dark motherfucker. Shit, cool, homie. Remember, this is your Terrier's car. Whatever, homie. To the left. Yeah, whatever you say. I'm schooling your ass, boy. Nó bắt mày làm nhiệm vụ đó Đức. Ừ. Để hiểu. Rồi nó làm đi. Okay. Học tiêu được. Tao phải làm nhiệm vụ. Dĩ như là cái này nó mới cho cái này cho độ kia sao? You dumb motherfucker, that's the Union Depositories. What you going to slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Shit. Đuôi tháng con lồn này dễ lắm rồi. Bích bích đuôi sao? Không biết nữa. Tại tao chim cái bơ, tao chơi tao đúng rồi, tao đuôi xong hết mẹ rồi. Xác gì? Hello. Được quá nha. Experts warned yesterday. No longer have the means to warn of the danger of making bad choices.
Ôi xong chưa tụi bay, sao tụi bay lâu vậy? Tao bị cắt, tao bị kích cùng mẹ khối gì vỡ lại rồi, giờ tụi bay không á? Tại vậy? Liên quan rồi. Thì AFK lâu quá kích như sao? Ờ. Trời tụi bay tao làm gì? Sao vô vô? Để cắt đuôi ra rồi mình chiến rồi xong. Ui giời, khổ vãi lồn. Chiến xong rồi khó ghê luôn, đâu có biết xong rồi. Took a sip, then another sip. Somebody said to me, "Baby, why you babysitting only two?" Rồi tụi mày xong chưa? Rồi xong. Thằng này vô được online rồi, nói tiếng rồi. Quân vô chưa Quân? À, được sao? Sụt sụt anh đúc. À, online đi không? Sao mà online được chưa? Rồi. Mày tính gì vậy? Quân sinh lắm. Gì? Ghi cái tên ra, ghi cái tên ra. Quân sinh lai. Ghi cái tên ra lại. Ghi cái tên trong Discord tập cốp là nhanh. Ra luôn đi. Trời ơi đang lock online. Đọc đi, giờ đọc đi, đoán thử có à đó. Chúng... À, thấy rồi. Rồi, admin rồi. Giờ chờ Quân sinh lai online để đúng hôm không? Bấm hôm. Rồi vô online đường hú anh. Vô online đường hú anh. Friend request. Okay. Accept. Để coi tôi có xe gì máu không. Sao lock online lâu thế? Lâu lắm mày. Em khổ quá mà. Ok, giờ chỉ thuốc trở lại. Đủ như thằng kia nó còn làm game, nó còn làm phần. Mà em thành lắc lắm luôn á. Bon, coi. Đâu quá, được, 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 được. Mới xấu gọi mày. Thì mới vô ở trong tù rồi, là sao? Sao lại trong tù Quân? Không, kiểu mới vô. Gì đây? New character. Ok.
cái lùn nhân vật à, chỗ nhân vật cái lùn. Cái nguyên liệu là ngon mà chơi nữa mà chơi hang. Lâu lâu chưa hả? Được rồi. Khổ. Em tôi quay ra hai hạt đi lắc luôn. What? Đủ má. Hiểu rồi. Lấy xe nhưng mà không biết lấy xe nào. Mình mua đồ, mình mua, ý là mình cầm tiền mình đi quăng luôn, đi rải chưa hết luôn. Mấy cái online mới biết cái khổ online luôn. Ơi, có nên skip hướng dẫn không? Người ta online. Ờ, skip hướng dẫn đi Quân. Ok. Nó có bị gì? Đúng rồi. Năm nó năm 2022 luôn. Gì? Cuối năm 2021 luôn. 2022 gì? Người ta xấu, người ta xấu. Đúng rồi. Thì nó tất nhiên là nó phải trăm mấy ghi luôn. Rồi tên năm hay nhưng mà cút chị không hay. Game lay hay mà cút chị không hay. Ờ lo đi cày tiếp đi ông. Lo đi cày đi. Ê online lên lên giờ sao nữa hả? Online được chưa? Rồi. Mày bấm chi chít lên. Chít. Lên cái mày có nhiêu người, xin mời mày có nhiêu người. Nhiều quá luôn. 28. 28 đứa rồi. Okay. Em cũng 28 đứa nè. Từ từ, thằng Đức ta không biết, thằng Đức ta không mò không có được. Đào giờ được ra. Giờ đào. Không mò được luôn. Ờ. Thằng Quân cũng không mò được luôn. Kim lồn. Quá mà cái đồ tù nhìn dơ quá luôn. Từ từ tao lót cái luôn. Giờ chắc đi mua súng cái. Đúng mít, nếu mà được thằng lùn là sao ta sẽ lên game này nó không cho mời bạn, nó không cho mời vô phòng nữa à? Đâu, được. Không. Ok vậy trời. Ờ, thằng của anh. Cái gì? Thằng đứa tên gì? Thằng đứa tên gì? Cái chân mát gì gì đó. Mày tên gì Đức mày đọc lại rồi? Game Max CTD đúng không? Đúng rồi. Mẹ mày server của tụi tao này, mày đang ở trong server tao này thằng lồn. Ủa, what the fuck? Với cả lồn. Đâu? Bấm chứ, bấm ít sơ lồn, bấm ít sơ lồn. Bỏ bên lọc nè, mẹ, phải lồn. Đủ mỹ, tao đứng ngay cái chỗ là... mà có cái lá cờ vẽ cái xe màu hồng. Ở bên một bên sân xanh lai này. Đây này, tao là cái thằng mà vẽ cái mũi tên rồi xong có cái bông màu xanh đó. Là trên lồn nào trời. Mày nhìn lên bản đồ sẽ có một cái thằng có mũi, nó vẽ một cái thằng người nhưng mà nó có cái dòng màu xanh. Đó là bạn bè. Vẽ một thằng người nhưng mà có cái dòng màu xanh. Mày đang gần tao lắm á Đức. Sao? Thằng người dòng xanh. À đây. Thấy vô. Cái này ông thấy gần vậy luôn. Ờ. Ở đâu? Thôi tao qua tao đón mày giờ lấy xe ra đứng chờ, tao chạy qua tao đón mày giờ. Ở đâu gì? Cướp xe. Mày cứ lấy xe ra đứng chờ, lấy xe ra đứng chờ Quân, mày cứ lấy xe mày ra mày đứng chờ đi Quân. Tao qua liền giờ á. Không, ý là thằng người màu xanh là nè. Cái thằng vẽ cái hình dấu hiệu của thằng người, vẽ cái hình dấu hiệu của người chơi á, nhưng mà
thì chăm, nó có cái dòng màu xanh. Chăm chọn mà tôi có một màu xanh. Giờ quăng một súng đi nha. Cái người không có cái lục phò. Thằng quân lưới ơi, anh thấy chỗ quân rồi, bất chạy ra chỗ quân rồi đất. Ừ, anh đang bật súng kia. Mình có đi mua súng ơi. Tại vì người có mới lục phò làm nhiệm vụ được yếu gì. Thảo nào thấy lạ lạ. Ai nhìn mấy lộn trong server mình hết à. Đấy là nó vô cái gì. Thì tao lấy chiếc xe mắc nhất trong gia tài của tao ra tao đón tụi mày. Tắt nhạc sao ta? Quên rồi phải. Bấm đi tab. Ủa, không được. Đi quy. À rồi. Ê. À thấy anh rồi. À dạ. Phải luôn, nghệ sĩ một à. Anh chờ. Anh biết đâu. Ở chỗ tìm súng á. Đi qua đây lấy lột đi chạy chị về công ty, chị về công ty, chị theo anh này, chị về công ty anh lấy xe, thấy là đón đúc thì một nào gọi cái mỹ nó đi. I'd be interested in participating in our online TV streaming live entertainment experience Arena War at the Maze Bank Arena. We're looking for high net worth individuals to buy workshops overlooking the action and participate in live shows. Do you like big vehicles, explosions, bright lights, meaningless fame, and all-out competition? Arena War might be the thing for you. Tao dừng đèn đỏ luôn á mày. Đỏ chạy à? Luôn. Tự nhiên đi xíu một chuyện ngoài đường. Luôn. Thích đi cầm xíu phùm ra chạy ngoài đường. Phải luôn. Trời xí nhan, đứng ngoài đây. Lấy xe ra đón rồi. Lấy xe tăng ra uống được không? Gì? Thằng làm gì? Nó bắn chết mày lại hay sao vậy? Không, nó ủi vô xe mà. Nó ủi xe, cái mẹ đi, đừng quan tâm nó. Thằng nào gì? Giết biết rồi, giết thằng nào? Không biết, không quen. Ủa mát thì kìa muốn cắt. Cúp xe giờ. Cúp xe giờ. Đúng rồi, thì kìa muốn cắt cúp xe giờ. Bị mất luôn cả, nó vô trong công ty rồi. Má sao em thành lắc quá em ơ. Mà em thành lắc quá. I'm waiting for. Nó đứt chưa thấy mặt ở đâu luôn. Từ đang chạy vào nước ở đây. Lên. Lên. Lồn đứt đang đánh ngó ơi. Lồn đứt ở đây con. Lên rồi. Đúng, nó xì xì, chắc bên. Đừng đi qua đón lồn đứt á. Đi qua lấy chiếc này chạy nó vui. Cái gì? Từ từ, tao nhớ tao có ở đâu ta. Bên đây sao? Nhanh quá hay sao?
nâng cấp lộn bánh cho vậy thì nhanh quá. Đứa này chờ tí. Đủ bị con nhân vật. Con nhân vật tự chạy qua. Lấy xì. Ờ, ok. Cái gì? Sự kiện kết thúc vào lúc 2 phút nữa là sao? À sao Quân mày nói vậy Quân? Là kể sự kiện kết thúc vào 2 phút nữa. Mày nói, mày nói. Mày nói nghèo giờ. Má, mẹ em thành lắc quá ấy Quân ơi. Trời tổng. Thì khám đi ra nhưng mà mình đứng vào đâu. Đây 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 đây, lấy chiếc này ra hiện đức luôn này. Thôi tôi bắn đều chết luôn kìa. Cái con tôi vô mặt chết luôn kìa. Không bắn một quần trước đá. Thôi sao. Không tao tao đến đâu. Cái này bày không còn thôi. Thế bị mất chiếc xe vô không? Rồi 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 mất. Anh đang ra. Mấy nhân vật khiêm tốn. Mất chiếc xe chạy ra. Mày mở cửa ra đóng vô. Nhớ cho phải nhầm một anh thấy nha. Đúng anh thấy mà cứ phải lồn luôn. Đi đi xin má luôn. Đù má mùi mỡ. Lồn đứt đâu vậy? Đù má lồn đứt đâu tút đó vậy? Đang đi lựa đồ. Đừng phải ơi, đi xe đẹp đừng làm như vậy. Sửa mấy hồi em. Thì biết rồi mà nhìn nó xấu. Thả biết là thả đại gia sửa nào cũng được nhưng mà đại gia ăn cặt cái thôi có mấy đồng vậy mà sửa game này thì sửa xì để ồn nó. Thì biết rồi. Ui dồi ôi. Sao không sao không sao. Có đồ amoi cho xì. Ủa thằng đứt đâu em bên chỗ bên đồ gần đó. Ủa sao đang binh thằng Đức tự nhiên cái nó mất cái binh người ta. Sao chỗ Đức nó bắn cái gì đùng 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 vậy đó. Không dám ra. Không dám ra. Đúng rồi. Ra đấy. Để khỉ. Nhìn rất là trông. Địt ngoài mà đau. Chà. Ôi kẹt. Tụi mang đứt gì vậy?
Hello. Ờ, mày rồi xe này sao vô? Được nghe. Xe này có hai đứa à? Vô được. Được nghe. Xe hai chỗ. Lồn bán xe hai chỗ. Xe phòng. Xe có bốn chỗ không nào? Có xe nào hai chỗ? Ơi, có xe nào bốn chỗ đâu chỉ tao rồi. Thì đó, xe hai chỗ. Nào gì? Nó nằm trong viên anh luôn mẹ. Nó bị điên mà kệ mẹ nó. Này thì lúc mày bắn nó xách đại bác rồi nó bắn mày mà tao biết chịu rồi. Thôi từ từ, bây giờ mày muốn đi xe nhiều chỗ nữa, từ tới đâu gọi tao kêu xe ra. Xuống xe tao mới kêu xe được, xuống xe luôn. Tao có ở đâu ta. À ok. Thò đi chịu được. Nhìn tao ra tù vậy à. Mày mới ra tù vậy à. Mày sắm đồ muốn đi. Có người tên đồ nè. Có tiền chỗ nào vậy à. Hết tiền vậy à. Có tiền chỗ nào ta. Mày vừa coi. Đâu. Tại kia bữa nó. Mày thấy tiền mà. Coi tiền mắm em sơ lên coi. Ôi bao nghe đây không con. Bao nghe đây cứ coi. Tiếp tục 9,000. Ừ. Của tao gần chị rồi đó, nó khuyến mãi cho nè. Tính cho tao khuyến mãi. Ôi mày biết gì không? Mày biết. Mày lái chiếc xe tao chạy thiệt sai Đức. Lấy chiếc xe tao chạy thiệt sai. Sao không? Chạy sao đi, chạy đi. Chị hồi đi là được hả? Nó không cho tao lấy xe. Vì nó nói xe tao ở gần quá. Đi được chưa? Chạy tiếp đi, cứ chạy đâu, chạy đi. Xì xì, sao nó bắt mình bên bình điền vậy rồi? Ui bái lùn, ui trời ơi, trời. The prison vehicle nó viên tiếp là sao ta? Mày đánh ông Đức mày bắn nổi xe tao Đức. Ok. Chẳng nó tiếp tiếp thử cái con súng ấy, súng súng đục mà nổ. Nhanh lên bắn nhanh nổ luôn tao ơi. Bầm ớ. Nổ là hú tao nha. Bầm. Nổ vô. Nổ rồi. Rồi chạy giờ lại chỗ anh Phúc Quân ơi, khách đi đi rồi. I'm sorry. Từ đến né cảnh nè. Quân ơi Quân, anh em ra đi xe Quân ơi. Đây chị ra. Úi dồi. Lượng quá. Đi qua đón Đức Quân ơi. Ủa lên được không? Lên được, bấm ý đi. À lên. Vô lần sau. Quân ơi, đừng có bắn Quân ơi, đủ điểm mỹ. Thằng nào bắn gì? Không biết. Thằng nào ấy. Chứ súng đâu có. Thấy không? Thằng nào bắn? À cái xe anh có nổ ấy. Đi đâu nổ đó. Có đâu, làm gì có em. Ủa? Chiên đâu có bắn đâu. Đức ơi, là chốt ngân sáng nè, Đức ơi. Tụi mình giết cái mạng mà chốt ngân sáng ấy. Giết cái mạng đi được cho coi cho. Đức ơi, bao xô chốt ngân sáng, Đức ơi. Thì mày kiếm mạng lại đi. Đức, này, bao xô chốt ngân sáng nè nha đi. Nè. Đủ mẹ tụi mình sẽ tắt gọi cho mình. Tắt ok. Đủ quá. Quá lộn. Tụi mình sẽ tắt gọi cho mình.
đứng sau á, sau. I was gonna open up a chain of venues, but only that's all gone to shit again. But head over to foreclosures.macebank.com and buy one out of foreclosure. Trời ơi, cảnh sát đi cực luôn. Best nightclub in the whole state. Bắn đi tụi mày, bắn đi, tụi mày bắn được á. There's cash, there's money that can be washed. Tẩy phá. Ơ đừng có bắn, đừng có bắn xuống đất, đừng có bắn xuống gần xe quá nó nổ xe á nha. Đừng có bắn gần xe tăng quá nó nổ xe á. Nó đạn lên trong cực kẹ bắn pháo. Cái thằng nào bắn xuống pháo á, ở thằng quân bắn xuống pháo kìa. Mình bắn xuống máy. Bắn ra xa tí quân, bắn ra xa tí quân. Ô, chết miệng hơn. Ôi đủ điểm miệng luôn. Nó dội vô cái cầu. Đi phía. Thằng lùn quá. Úi giời ơi. Ra đi tìm. Ủa mày nè. Các tên bắn không phải tên nào đâu, ngồi nó ngay được cái này mình bắn xuống đó này nên mình nó ngay được hay chứ. Đừng có bắn trước mặt luôn, bắn hai bên thôi quân, đừng bắn trước mặt. Thế đi, đi bắn cao. Bắn trước mặt anh lòi rồi, bắn trước mặt anh lòi rồi. À hai bên. Cẩn thận, cẩn thận. Đồ cao mày giúp sao? Xin lỗi chứ con này mạnh lấy luôn. Đã xét thủ tôn. Nhi 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 nhi. Bắn sau rồi. Kiếp này tao bắn được cả mấy cái thằng mày biết không? Xin một kiếp này à. Ủa bên lòng nó có điện gì. Trực thăng, trực thăng, trực thăng, thăng cao quá. Trực thăng cao bắn còn khó. Chờ nó gần tí, chờ nó gần tí. Ủa phát pháo rồi. Chụp thằng phát pháo rồi hả? Phát pháo rồi thôi, biết sao giờ. Ờ. Phát pháo còn đứa bắn kìa. Ờ. Ủa giờ đẩy. Ủa sao nhớ nhớ ta đẩy vô nổ thôi mà. Có đẩy lâu quá thì nó mới nổ. Làm sao rồi? Ủa chưa thấy trực tăng ta. Trực tăng có đó. Mà ta bắn nổ hết rồi. Nó nổ xong rồi đó. Ờ. Trực tăng mình bò cái xin. Ờ mới điện thoại cho nào ta. Mới điện thoại hắn cái dấu mũi tên lên. Dấu mũi tên lên. À thấy không? Đứng kéo, đứng kéo. Cái sở thanh là cái nồi bùi. Ô, trực thăng hơn. Thăng. Trực thăng. Trực thăng này. Ê, xin cái bay của ai vậy? Chịt mẹ nó luôn đi. Thôi đừng bắn nó vô, đẹp, đốt. Mày nó bọt hắt lên, nó bắn mình quanh hết nó còn à. Phát sinh Trung Quốc. Nó phải chọc nó điên ngay. Đụng mấy thằng cảnh sát sao, trò đụng mấy thằng kia lắm á. Phát sinh Trung Hoa. Ôi trời ơi. Đó, tao nói mà cũng biết là đứt đụng nó kia, tao không biết luôn á. Tao nói mà thằng lồn đất đụng nó làm cái lồn gì đéo biết luôn á. Đánh chưa? Xin xin đi đi chứ. Mày thấy đánh chưa? Mày thấy đánh chưa? Đức lúc nào cũng bút tim như điệp đi. Tập thờ luôn tự kim nào cái gì? Đủ hết, nó làm gì? Lồn quá. Ủa thằng lồn bắn hắn hả? Nó bắn bằng máy bay nó. À. Dữ rồi anh em đâu rồi cho anh biết đi em này ở chỗ trường có quét nét hết luôn cày đi thôi rồi thì Twitter at CEO à.
Đó, bây giờ tao phải gọi xe khác ra. À đây, ai à, à, đây này, ờ à. Thái đi. Đúng rồi, đúng rồi, tao có cái súng này vô nữa à. Ừ. Ừ, tôi. Ừ, tôi. Biết gì trời. Ui giời. Súng này gì? Không? Không anh. Em thấy súng đó bán 500 ngàn trong cửa hàng. Đúng rồi. Sống đồ. Tao nhìn mày giống như con Super Super Mario game này. Xe ta đúng ở đây này, đi ra lấy xe ta đi. Mặt cái mặt già như quỷ. What? Super. Ôi, đủ mẹ cái chiếc xe gà thằng nào lấy. Ôi, Quân nó cướp chỗ mày rồi Quân. Mày đi ra. Quá kia mày. Mày đi xuống. Bớt tụt tóc đợt rớt đi thằng đi đi qua mua súng mua đạn ra đi mua đạn đúc mày đánh á mày đứng đây mày chờ tao giờ lấy xe tao chở mày còn không thì lấy xe đi theo tao luôn đi về công ty đấy đi về công ty đấy đi về công ty lấy xe cái chuyện hồ cái xe gọi tại ai mà mày mày được xin chạy chậm hết luôn. Cái chuyện mưa như giang hồ vậy. Úi rồi. Bước về nắng. Ủa Quân, sao tụi này nó chạy ngược đường với mình Quân? Ừ. Làng này là làng. Làng này là làng của tao mà. Đó. Tự nhiên tôi bắn tóc tao. Thằng ba bảo vô vô trong đó nó nhị lại, nếu hiểu sao. Ồ, điếu mưa luôn mày. Ờ, bảo vô nó nhẹ là kêu nó bị thùng lại á, nằm bên thùng điếu mưa. Chỉ có ở bên đó, Đà Nẵng. Nha Trang mưa, Nha Trang mưa. Ờ, Nha Trang với Đà Nẵng là mưa, Đà Nẵng là bị nặng nhất. Hết hồn chưa? Đủ hết rồi. Má Đà Nẵng có mấy người mới biết bảo còn ra đường đủ ai nó cứu. Nhìn tắc cừ đấy không? Chịu. Nó có bảo còn đi làm chứ. Bày u má, có cái trường nào đó bay nóc mẹ rồi. Đúng chuẩn bay nóc luôn. Ừ. Bay hết nóc luôn. Có cái trường đang đang tìm tìm chữ á. Ờ. Bay hết nóc luôn. Tìm gì? Tìm gì ăn tiền ơi.
Má không có chiếc nào 4 sao, 4 chỗ luôn à, đủ đĩ mỉ. Nó toàn 2 chỗ vậy, má xin toàn siêu xe toàn 2 chỗ mà. Ủa mày không lên đây mày đi đâu nữa vậy Quấn? Đấy, đâu rồi? Nó đá mày ra bây giờ. Thấy xe mà không nó đâu rồi? Ủa đụng lắm. Anh đi ra ngoài rồi, nó đá em ra giờ, đừng lo, nó đá em ra giờ. Đừng lo, nó đá em ra cùng anh mà. Nhà của anh sao mà vô được, không bao giờ. Thằng quay xe. Ủa anh ra chưa? Ra rồi. Xe chưa ra. Lột đứt nó cướp xe mày nữa này. Đù, lột đứt cái chiếc xe màu hồng đi mày. Tại xe của anh được hết á. Ủa ra được chứ không? Ra vô. Vô ra được, ớ. Nó bị rớt bánh rồi Đức ơi. Họ tu ra. Ủa, thì lấy chiếc xe chạy ra. Không lấy được. Chờ tới anh vô rồi, mày đứng ở đâu vậy? Vô lại. Vô dưới rồi, vô lại. Có tay mày tui. Tưởng tự nhiên sao biến mất luôn rồi, tưởng còn. Đâu, thay anh lên không, thay anh lên không. Mày đứng vô chở thay nền đi chi cho này. Lộn đúng được trước, lộn đúng gì cướp được chiếc xe màu hồng. Rồi đây vô, đây ngồi. Thằng Long chính chủ nó cũng đang ngồi sau em nè. Đây. Từ. Chạy. Lên. Đó giờ mới ra. Có tay không? Tôi nhốt không cần. Nhốt đó. Lấy luôn. Ủa anh nhớ thường thường là nếu anh ra là mày có phải bị đít ra luôn chứ ta. Kỳ vậy ta. Đức, nhưng mày chưa mua chiếc xe nào Đức? Chưa. Mày lấy bản của em bên kia nó cho một chiếc xe free mà. Nhưng mà em chưa biết nó ở đâu. Ờ bấm thoại lên, bày ra bấm thoại lên. Bấm thoại, ok. Rồi bấm vô internet. Thằng Quân làm luôn này, nó lấy xe luôn Quân. Internet, ok. Rồi bấm bên nào nữa? Bấm Legendary, mấy cái Legendary Motorsport á. Ok. Rồi có một cái khúc ở bên góc phải luôn, nó ghi là shop by Brim, bấm vô một cái nó sẽ có mấy chiếc free. À thấy thấy có luôn, nhiều quá luôn. Rồi, xấu, chiếc free. Lấy một chiếc ngon nhất thôi, nó khỏi chật nhà. But you have no way to start this vehicle, đừng nghĩ trên mua nhà. Chiếc màu hồng này. Ok. Trên mua nhà nữa. Chưa mua nhà, vô internet mua nhà luôn, nó cho cái nhà free. Cũng trong internet hết á, chỉ do. Vô internet. Bên nào? Vô internet. Rồi. Rodina Gina City 8. Ok, rồi. À, Dynasty. Ờ, View Pro 16 á. Rồi, low tuổi 2. Free, kiếm cái nào nó ghi chữ free thì thì của mày. Công ty không. Bercha Family, Bercha Property and Lock from Đăng Nam. Đăng Nam được anh à. Lướt xuống mình có một cái free. Âm lên phải lên răng 5 mới mua nhà được, mới răng 3 à. Ủa sao mày có bây giờ mua nhà cũng phải răng 5 nữa. Ừ. Gái lùn. Mày biết gì em Đức? Sao? Nhà tao mua hết rồi còn căn nào đâu. À, hai tui lơ. Rồi mấy chị. Nhưng mà mày chưa mua được đâu Vân à, phải yêu cầu phải răng 5 lận. Thôi đi ra đây chơi tao, Đức đi đây. Ờ tao mới mua rồi mày. Ôi thằng gà Đức. Thôi mày đang mấy? Tao đang 1. Đang 1 con trà tạm mới vô mà. Tao đang 1. Đức ơi lấy xe đi anh Đức. Lấy xe đi anh. Vô níu được. Ừ, lấy xe. À tao mua rồi. Thằng đồ. Này tôi chỉ vô chấm này, tôi chỉ vô chấm Đức. Đức ơi tôi chỉ vô chấm Đức. Mày kéo lên tới vùng cao trên map luôn. Vùng mày cao. Kéo xuống dưới cùng á, nó có hai cái nhà free á. Cao nhất không. À đi mua nhà, xong chiếc xe kia Đức. Mua nhà xong lấy chiếc xe siêu xe mà chạy. Vậy chiếc này thì tao bao giờ mà tao no mày. Từ để em gọi thử chiếc của em này. Thử ông ta. Ờ gọi được. Ờ bấm điện thoại lên chứ cho, bấm vô danh bạ. Danh bạ. Bấm vô danh bạ rồi xong cứ bấm xuống, bấm xuống. Bấm tới khi nào gần lóc mẹ. Tao quá không? Unlock địch mẹ nè. Tao tao cắt hả? Có cái thằng Mechanic. À rồi. Xong bấm gọi nó. Rồi đúng rồi. Lấy chiếc xe ra. Căn free, điều thay thế mua một bên nhà mất đó.
lộn phải mua đang trăng năm mới mua được. Sao Quân nó ăn một mua được? Ừ. Ừ. Vì nhưng in order chưa có nè. Đúng không? Thường thường là order chưa có. À em chưa. Thì đã em nhà. Cái gì? Em phải mua xe, em phải mua xe em có ở trong nhà. Em đi mua rồi, em order rồi. Ấy kia cái anh lên đi có nè, cái thằng kia đang nằm nó có mua. Sao bị cùi vậy? Tự nhiên sao Quân nó mua được mà trong khi thằng Quân level 1. Navy. Thôi lỡ chở Quân nó kêu xe nó ra xong mày đi. Quân ơi mua xe, Quân mua xe xong kêu ra Quân. Ủa em order mà ta. Chưa, em order nhưng mà em chưa quăng vô nhà. Bây giờ mày vô mua xe lại. Sao rồi, quăng vô trong nhà? Sao nữa? Qua sao quăng? Sao bây giờ gọi ra. Gọi ra thôi, sao? Giờ gọi chiếc xe mày ra thôi. Giờ mua rồi đúng không? Mấy kia sâu rồi nè. Ừ. Sâu rồi. Rồi mua rồi thì gọi ra, gọi cái chỗ anh nói á. Ừ. Chỗ mechanic á. Chỗ mechanic. Bấm vô điện thoại, bấm vô trên bà kéo xuống mechanic. Rồi. Rồi. Rồi, gọi nó ơi. What the hell này? Mày what the hell? Gì? Đất mày điên đất. Đâm xe á. Đù. Tao không biết mày ngồi sau lưng cái luôn á. Hả? Ờ ok. Sáng mai. Ờ hôm sáng mai anh bận nữa. You calling for some wheels? Nó tôi nói chung là sao biết gì AVT 2 là sao? Ờ, đó là chiếc đó đó. Rồi bấm Enter thêm lần nữa, rồi bấm Enter thêm lần nữa mới chiếc. Enter. Ừ, Enter. Rồi rồi, bấm rồi. Nó nói rồi xong. Đi ra đi, xe mày tới giờ. Xe có mang là chiếc màu trắng. Đi ra khỏi xe tao. Sao là chiếc màu trắng? Rồi chiếc màu trắng nào đâu? Mày nhìn trên bản đồ đó sẽ có một chiếc xe màu trắng đó là xe của em. À rồi. Rồi đi xuống chợ đó rồi, đi xuống chợ đó rồi. À. Xe màu hồng. Ú má, Đức ơi, qua xe anh Đức ơi. Trời anh ơi, cái cảnh sát nó đèn đây ấy. Ờ, hết rồi, hết rồi. Lên, nhanh lên. Thôi à. Quân đi cho anh này, Quân đi cho anh này. Má ông Đức mẹ nghĩ sao vậy? Sao mua được vậy? Chứ biết nha, Đức bị lỗi vậy. Anh đó mình không có cái ảnh trên Discord tao gửi nha. Ồ mà nó bắt thằng Đức level 5 mà trong khi mày level 1. Ủa mày mua free hả? Mày sai. Ừ, mua cái hai cái free đó. Tao đang rồi. Yes. Yes hả? Ừ. Hả? Được rồi. Sao đi thế? Hey bạn ơi. Với tổng nào mà. Không, em nhìn anh góc màn hình luôn. Rồi, là level 1. Đi Quân thực cả nó đi Quân đi. Quân đi Quân. Ủa cái số bên cuối đúng không? Số 3. Đúng rồi. À đúng được rồi 3. Rồi em level 1. Đi Quân đi. Trời miệng Đức ơi. Có Đức trên lầu nè. Yêu hiểu. À cái anh chỉ không? Chỗ anh chỉ. Đúng rồi. Mày thấy không? Mày thấy không? Không có. Ồ mày thấy luôn hả? Ờ. Thấy. Thấy. Được phải luôn. Được. Property on Maze Bank foreclosures. I'm pretty sure you're gonna find interesting. 87% sure. Chạy cái kiểu gì siêu đâu? Thì nó là siêu xe mà. À, biết thì nó siêu xe mà. Cái dáng làm biết rồi. Đúng, nhưng mà siêu xe của mày thì chỉ là không có điện thôi. Hàng thọ chứ. Hàng thọ. Mày 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 m
bấm vô internet đi, tao chỉ cho. Bấm internet đi. Thôi, đừng nghĩ làm đi. Ây da. Chiếc anh đang chạy. Chiếc anh đang chạy có tên là... Chiếc anh đang chạy á, mày bấm ở mức cao nhất á. Cao nhất trở lên á, đó. Cái chiếc mà Pegasi TZ ra tới 2.825.000 ngàn á. Ở đâu? Kéo xuống chỗ nào? Bấm chỗ mà để coi giới hạn tiền á. BKC Teresa. Ừ, đúng rồi, đó chiếc đó đó. Shopify. Ủa cái này thì mày đi điểm mon là casino với bên hao. Chiếc thứ 6 á, chiếc thứ 6 là chiếc của anh, chiếc thứ 6 là chiếc của anh chạy. Làm gì vậy? Đó, giá đi. Cái chỗ ở giữa là để làm cái casino thôi. Cái chiếc thứ 6 là mở cuối cùng á. Legacy á, Legacy á. À. 2 triệu phải luôn, 2 triệu 8. Đi 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 Quân, đi đi Quân, đi Quân. 2 triệu 8. Cày nhanh lắm mà, cày tí xíu rồi. Lúc mà có cảm nhận được những gì tao đang cảm nhận không? Mày có những gì tao đang cảm nhận không? Không. Động cơ ơi, cái đồ. Động cơ ngon mà. Chiếc này là chiếc tao hay cầm đi phượt nè. Nhạc đúng rồi. Hey, it's Paige. Mấy mình sẽ bỏ. Mấy sẽ khỏi bỏ nó rồi. Ở đâu? Không biết. Quân tới chưa? Quân tới chưa? Đang đang xong. Đang xong. Đi tiếp, đi tiếp. Đi đi rồi biết. Đứng ở trong bờ chờ anh tí, đứng ở trong bờ chờ anh tí. Đủ má, thả xăng mấy bọc mà. Phúc. Đứng ở trên bờ đi chờ anh tí. À, cano. Đứng ở đây, đứng ở trên bờ đi, đợi chờ anh tí. Lấy cano kia qua chở ra, đứng ở trên bờ đi. Đứng bờ xe trong máy. Có nhìn biển đã, giờ thèm ra biển. Ủa mày đã xếp tin gì vậy đó? Hai. Ủa chơi VD2 không được à? Đâu? Chơi VD2 không được. Ở tờ chờ xíu. Đúng rồi. Đúng rồi. VD2 hết luôn mày à? PD2 hết luôn.
bơi lên. Ôi chết mày. Ép lên nó tự bò lên, ép lên tự bò lên. Được rồi. Sao? Chờ xíu cho xíu. Ôi, bấm lộn nút, bấm lộn nút, bấm lộn nút, quấn, quấn xích ra, quấn xích ra. Quấn ép, ép xuống, ép xuống, ép xuống. Quấn ép xuống. Bấm lộn nút, bấm lộn nút, bấm lộn nút. Thật có lộn đứt nữa. Đủ mì, có lộn đứt nữa. Đâu, em... Đâu, thằng nào lái. Xích ra đứt. Hả, hả, xích ra. Chí mì đó. Cái gì đó hả? Ôi, sao lộn đứt lại. Sao đứt mì xuống lại. Thằng điên này. Đi lên chơi tụi bay ơi. Trời. Lên. Lên. Lên cái chỗ à, hồi bữa ấy. Thấy cái chỗ trên sự có HK18 đúng không ta? Ờ à, đúng rồi. Má thấy xin lên xin lòng quận. Nó đi khỉ cái. Mày thích khỉ tao hơn kia. Thích khỉ tao. Ủa cái này ngon ngon cho cái nào đó. Mày thích khỉ tao. Bứt 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 bứt. Lòng giá khỉ. Khỉ. Không này này. Sao? Đi vô đi vô đi vô đi vô chơi đi. Hả? Ăn gì? Ủa? Đâu đâu đâu? Ăn đi. Ngủ tắm cái nước nóng như quần. Nó đây nó chỉ nhanh đó mà. Ừ. Đúng rồi, mày đấm anh thử đúng, đúng rồi, mày đấm anh thử. Đúng rồi, mày đấm anh thử. Tôi thử có thử phải nút né hay nút spam không? Ôi. Ủa sao nó không lấy được, nó thử cái nữa, nó thử cái nữa. Ủa nút né lúc nào, tao nút né lúc nào. Không biết nữa. Đâu, để coi, coi thử setting key binding. Combat. Đốt. Ủa nút spam đúng không mà ta. Ờ nút spam xong bấm spam trước được ta. Thử mày đánh liên tục rồi, thử đánh liên tục rồi, thử đánh liên tục rồi. Ờ để em. Cũng vậy à, đụng hỉ, cũng vậy à. Ồ, cái gì có thằng cấp đứt. Có thằng cấp 6802. Thằng lồn kia cấp 7036. 7000 nữa cả. Vãi lồn mà, vãi lồn cấp mà. Đồ má nó cày lâu chứ trời. Quân làm gì mà lâu chứ ta. Đức có nên siêu thoát lắm Đức. Nhìn ra đây nữa Đức. Nhìn ra đây này, nhìn đây này. Có nên siêu thoát nữa không? Không, mình nhìn mặt nó đến nó già mấy luôn. Nên đây, đây nó ra khó khăn, nó khó khăn. Đấy được không? Vậy thì bắn, bắn cái đạn đạn nổ vô vô hồ thử. Bấm chấm điểm luôn. Sao? Ờ đồ quân nào? Hả? Ấy da. Mày vô mày chó đây tao đủ kì. Thằng đứng mà bắn gì đúng không? Thằng đứng mà bắn mày chết rồi. Chó. Ủa? Cái thằng quân hồi sinh đấy. Ê, vô vô đây lị, vô đây lị mấy đứa, vô đây lị, vô đây lị. Tao bị chi nãy nhanh. Là gì? Người nào? Vô đây này. Chết mẹ rồi, bị chết chi nãy vô được. Ôi, tao đi kìa, tao đi kìa. Mình lại vừa phong mình hết kìa. Linh.
nó bước gì nữa. Đang bơi ra đây. Vô chỗ luôn bước anh. Đi vô chỗ bước rồi. Đại quân đủ mỹ. Ừ. Online. Lên. Có nhiệm vụ mà giờ đi chơi. Lose the cup. Phải luôn. Bắn vào đây mà mấy thằng cảnh nó cũng biết nó thò cũng hay vậy. Gì đó. Lên tàu lại, xong rồi. Lên sáu, nó biết rồi. Em cũng thấy nó, em mà bỏ cảnh kia, được. Cảnh nó lên cái mỹ rồi. Ô leo lên đây sao? Go. Ôi vãi lộn gì đó. Em bị hai sao mỹ rồi. Ô đừng buông bé. Đừng anh em mình đi vô cài miệng đứt đi. Anh em vô đây cài miệng đứt.